Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với những tin chính sau. Thảo luận về giá Pi Coin khi chính thức Mainnet mở. Nhóm Pi thúc đẩy sự đổi mới để nâng cao giá trị của Pi Coin trước khi ra mắt Mainnet. Một số thông tin từ cộng đồng. Tin vui. KYC thư mời sẽ chuyển sang hệ thống ứng dụng thay đổi số điện thoại sử dụng lâu dài. Kênh xác minh Gmail được mở ánh xạ pi về ví, đổi hàng, sử dụng đồng tiền để lấy những thứ bạn cần trên hệ sinh thái, mạng chính mở trên các sàn giao dịch. Pico Team tiếp tục update thêm code cho các đáp POS nâng tổng số lên 78 app POS SDK. Những người tiên phong nắm giữ Pi đều là những người có cuộc sống tốt đẹp và mê nét mở đang cận kề. Chúc mừng cộng đồng Pi đã có phiên bản tích hợp các doanh nghiệp chấp thuận tiền pi cho hackathon sắp tới. Pioneer trên toàn cầu sẽ có thể trao đổi hàng hóa rộng khắp. Hãy mừng xuân, mừng pi chiến thắng. Chúc mừng GCV314159. Có một ý kiến của người tiên phong như sau. Ngày xưa khi còn cai trị của chế độ phong kiến, một minh quân luôn có câu, quân vô hí ngôn. Ngay lời nói của mình còn không coi trọng, thì còn coi trọng ai? Nay nói một đường, mai làm một nẻo, thì nói ít ai nghe. Picotim hiện nay còn uy tín hơn cả cái ta gọi là vị minh quân vì họ âm thầm làm theo những gì ban đầu đã đề ra, theo sách trắng, và cập nhật sửa đổi cho phù hợp với thực tế khách quan. Họ làm xong mới nói, nhưng có một cái đặc biệt là luật chơi họ đã nói trước và cũng nhắc nhở nhiều lần. Vậy thử hỏi ngay cái luật họ đề ra cho cuộc chơi được công bằng mà họ không làm thì làm sao để p Quốc đạt được sự thành công? Làm sao Pi đem đến cho nhân loại cái gọi là nhân văn? Nếu Pico Team không xử lý theo luật, vậy mới đầu họ đâu cần đặt ra luật để làm gì? Thà nổi như các dự án khác là được. p các bạn nên tìm hiểu kỹ nó là gì, bản chất và giá trị cốt lõi mà Pico Team đang xây dựng cho Pi là gì. Nó chẳng phải những coi sàn, nay nói này mai nói khác nó cũng chẳng phải là đồng tiền chỉ để phục vụ cho một quốc gia hay cho tổ chức nào nó là cho toàn cầu một dự án tầm cỡ thế kỷ cho nhân loại mà chúng ta còn suốt ngày hỏi nhau picotim có thực thi những gì mình đề ra không chỉ có những người đang muốn lùa gà hoặc không tin pi hoặc đang âm thầm phá hoại cộng đồng pioneer việt nam thì mới không tin những gì picotim đã nói và sẽ làm Tiếp theo là thảo luận về giá pi khi chính thức Meta mở. Người tiên phong của phong trào GCV toàn cầu, Doris Jin. Hôm nay chúng ta hãy thảo luận về giá của pi dựa trên tỷ lệ khai thác. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tốc độ khai thác cơ bản là 0.0085 pi mỗi giờ. Tổng cộng bạn chỉ có thể khai thác là 6,12 pi mỗi tháng nhân 30 ngày. Tuy nhiên tỷ lệ này sẽ giảm dần theo từng tháng. Với mạng chính mở, chúng ta có thể dự đoán sẽ có ít nhất 100 triệu người thiên phong tham gia. Điều này sẽ khiến các tài khoản không hoạt động trở nên hoạt động và thu hút người dùng mới tham gia. Do đó, tốc độ khai thác hàng tháng sẽ giảm xuống dưới 1 pi mỗi tháng và tiếp tục giảm cho đến khi đạt dưới 0,5 pi mỗi năm khi có 8 tỷ thờ mỏ khi số lượng người khai thác tiếp tục tăng, nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ khai thác. Hiện nay có khoảng 50 triệu người tiên phong, trong khi dân số toàn cầu là 8 tỷ người. Nhưng co tim năm nay đã nói, với Pinet, các tiện ích và mạng lưới của chúng tôi sẽ không bị giới hạn trong cộng đồng 50 triệu thành viên đã tham gia của chúng tôi. Chẳng bao lâu nữa, lần đầu tiên chúng tôi sẽ có khả năng tiếp cận hàng tỷ người dùng Web2 và trực tiếp cho họ thấy những gì Pi và Web3 cung cấp. Quy mô cơ sở người dùng rất lớn, có khả năng lên tới hàng tỷ. Nếu chúng ta đặt giá Pi ở mức 1 đô, thì mỗi người tiên phong sẽ kiếm được 6 đô la mỗi tháng. Tương tự như giá hàng đổi hàng của các hệ sinh thái hiện nay. Tuy nhiên ngay cả với tốc độ này, họ sẽ phải mất hơn 30 năm để tích lũy đủ số Pi để mua một chiếc iPhone trị giá 2.000 đô la. Rất khó có khả năng họ sẽ đạt được mục tiêu này. Tốt nhất, họ có thể đủ tiền mua bữa ăn trong một năm bằng cách khai thác pi. Ngoài ra nếu chúng tôi đặt giá pi ở mức 10 đô la, những người tiên phong sẽ có thể mua iPhone sau khi khai thác trong khoảng 3 đến 4 năm. Trong khi đó họ sẽ tiếp tục kiếm được 60 đô mỗi tháng, một sự cải thiện đáng kể so với kịch bản trước đó. Giả sử mức giá là 100 đô la cho mỗi pi, sẽ mất 3 4 tháng khai thác để kiếm đủ tiền mua iPhone. Tuy nhiên, với mức giá 1.000 đô cho mỗi pi, sẽ chỉ mất khoảng 10 ngày khai thác để kiếm đủ tiền mua iPhone. Cần lưu ý rằng những ước tính này dựa trên giả định rằng chỉ có một số lượng thợ mỏ hạn chế là 50 triệu. Nếu có một tỷ thợ mỏ như Co Tim cho biết, thì sẽ có hàng tỷ người dùng và tốc độ khai thác pi sẽ giảm đáng kể xuống còn khoảng 0,000475 pi mỗi giờ. Với tốc độ này, ngay cả khi pi có giá 1.000 đô cho mỗi pi thì sẽ mất khoảng 200 ngày khai thác để kiếm đủ tiền mua iPhone. Trong trường hợp này có thể đáng giá hơn nếu bạn làm nhân viên phục vụ trong một tháng và mua ngay một chiếc iPhone thay vì dành hàng tháng trời để khai thác. Ngoài ra sẽ không thể tiết kiệm đủ pi để mua ô tô hoặc nhà nếu có 8 tỷ thợ mỏ sẽ phải mất khoảng 5 năm khai thác để kiếm đủ tiền mua một chiếc iPhone. Tuy nhiên nếu Pi có giá 314.159 đô, một thợ đào trong tương lai có thể kiếm đủ Pi để mua iPhone chỉ sau 14 giờ. Giả sử có 1 tỷ người dùng, một chiếc ô tô có thể được mua trong khoảng 10 ngày nếu chiếc ô tô đó có giá 30.000 đô và một ngôi nhà bình thường ở thung lũng Silicon có giá 1 triệu đô la có thể được mua trong khoảng 300 ngày. Nếu có 8 tỷ thợ mỏ sẽ mất khoảng 5 ngày để khai thác iPhone, 70 ngày để khai thác ô tô và 2.310 ngày hoặc 7 năm để mua nhà. Điều đáng chú ý ở đây là chỉ ước tính sơ bộ và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến tốc độ khai thác bi nếu có nhiều người khai thác tham gia pi hơn tốc độ khai thác pi sẽ chậm lại hơn nữa sứ mệnh và tầm nhìn của pi nhằm mục đích tạo ra một loại tiền điện tử ổn định và phân tán có thể được sử dụng cho các giao dịch hàng ngày không chỉ cho các giao dịch mua lớn như ô tô và nhà sau khi có được điện thoại xe cộ và nhà ở dự kiến bạn sẽ còn lại một số tiền bổ sung Cuối cùng điều quan trọng cần nhớ là số pi giới thiệu không được đảm bảo và không chắc chắn một người có thể nhận được bao nhiêu pi giới thiệu hoặc khi nào có thể nhận được. Tiến sĩ Nicolas, người sáng lập pi, nói rằng sẽ khiến pi rất khan hiếm để đảm bảo giá trị của nó. Vòng tròn bảo mật đã bị khóa trong 3 năm ở mức 100%. Đối với basic pi do chúng tôi khai thác, hầu hết những người tiên phong đã khóa pi của họ ở mức 90%. Hiện tại chỉ có khoảng hơn 1 tỷ Pi có sẵn để sử dụng cho giao dịch, một con số rất nhỏ. Ước tính sơ bộ của ngày hôm nay sẽ cung cấp cho bạn sự hiểu biết chung về tình hình. Điều quan trọng cần lưu ý là PiGCV phải có giá 314.159 đô la để thu hút người dùng trong tương lai. Vì các công cụ khai thác trong tương lai rất khó khai thác. Chúng tôi may mắn vì đã tận dụng được tốc độ cao trước đó. Điều quan trọng là phải thừa nhận rằng nguồn cung 100 tỷ được chỉ định để sử dụng kéo dài, có khả năng kéo dài hàng trăm năm, do đó không nên sử dụng con số này làm nguồn cung cấp xác thực cho nguồn cung cấp mạng chính mở. Một ước tính gần đúng khả thi hơn cho nguồn cung sẽ là khoảng 1,2 đến 2 tỷ pi. Điều này sẽ được xác định chắc chắn khi mạng chính mở. Vì vậy, hãy đoàn kết và làm việc chăm chỉ trên GCV 314.159 đô la để giúp Pinnacle sớm chuyển sang Open Minute. Đúng vậy, cảm ơn bạn đã cho cộng đồng những tin rất ý nghĩa. Nhiều người kêu buồn vì Minute mở chậm, trong khi có Pi miễn phí mà không chịu thông cảm và không biết ơn chỉ kêu than tiêu cực. Pi là cuộc cách mạng tiền tệ, phải có biết bao nhiêu cống hiến của người sáng lập và đội ngũ Pi Team. Phải dày công để xây dựng hệ sinh thái toàn cầu chiến lược cho Pi phát triển và kiểm soát ổn định giá. Rất, rất nhiều thậm chí còn có hy sinh đổ máu trong chiến đấu với thế lịch ngầm để lập lại trật tự tiền tệ. Pi có lộ trình riêng và sự khác biệt. Pi là vua tiền. Mọi thứ cay xê hay kỹ thuật quá đơn giản đối với Pi chỉ là phút mốt. Quan trọng là cộng đồng chưa đồng thuận được và chưa đến lúc thuận lợi để Pi ra mắt. Có mỗi việc thực hiện bấm tia xét thôi và lan tỏa Pi mỗi khi có thể làm tốt đi là được. Chúc cả nhà ngày mới hoàn hỷ và đừng quên bấm tia xét ủng hộ giá Pi Đồng Thuận toàn cầu, GCV 314.159 đô la. Đừng quên lan tỏa Pi, đừng bao giờ sợ ai chửi vì tất cả những người nhờ bạn biết đến Pi sẽ biết ơn bạn suốt đời. Còn những kẻ chửi bạn hay chê bai bạn sẽ trở lại ngưỡng mộ bạn và tiếc nuối trong đau khổ. Sự sung túc và mọi thứ đang đến rất gần. Nhóm Pico thúc đẩy sự đổi mới để nâng cao giá trị của Picoi trước khi ra mắt Mainnet mở. Trong nỗ lực nâng cao giá trị của Picoi trước khi ra mắt Open Mainnet rất được mong đợi, nhóm Pico đã bắt tay vào một sứ mệnh đầy tham vọng nhằm khuyến khích sự đổi mới dựa vào cộng đồng trong việc sử dụng Pi. Bước đi táo bạo này nhằm định hình lại bối cảnh tiền điện tử và mở đường cho Pico trở thành một tài sản kỹ thuật số linh hoạt và có giá trị. Chiến lược của nhóm Pico xoay quanh khái niệm đổi mới cách sử dụng Pi Họ đang tích cực quảng bá các phương pháp khác nhau để cộng đồng tương tác với Pi ngoài việc lưu trữ truyền thống, bao gồm trao đổi Pi lấy dịch vụ và hàng hóa, giao dịch hàng hóa lấy Pi và cho phép trao đổi ngang hàng P2P giữa những người dùng cho phép chuyển giao liền mạch Pi từ ví này sang ví khác. Những sáng kiến này phản ánh quyết tâm của nhóm trong việc tích hợp Pi vào kết cấu của các giao dịch hàng ngày bằng cách khuyến khích người dùng trao đổi Pi lấy hàng hóa và dịch vụ trong thế giới thực Bitcoin đang thực hiện những bước quan trọng để trở thành một loại tiền kỹ thuật số thực tế và có giá trị. Tầm nhìn đằng sau đổi mới cách sử dụng Pi rất đa dạng. Đầu tiên, nó tìm cách thúc đẩy một hệ sinh thái sôi động xung quanh Bitcoin, nơi người dùng và doanh nghiệp có thể giao dịch trực tiếp bằng tiền kỹ thuật số. Động thái này phù hợp với xu hướng rộng lớn hơn trong ngành công nghiệp tiền điện tử, nơi ngày càng có nhiều thương nhân và nhà cung cấp dịch vụ sử dụng tiền kỹ thuật số làm phương tiện thanh toán. Thứ hai, việc khuyến khích giao dịch hàng hóa bằng Pi sẽ khuyến khích sự tham gia của cộng đồng. Nó cho phép người dùng khai thác giá trị của Pi một cách hữu hình, do đó làm sâu sắc thêm cam kết của họ đối với hệ sinh thái Pi. Những sáng kiến này sẵn sàng có tác động sâu sắc đến giá trị của Pi trước khi ra mắt Open Mainnet bằng cách tăng tiện ích và khả năng tiếp cận của Pi. Nhóm Pico đặt mục tiêu tạo ra sự quan tâm và nhu cầu bền vững đối với tài sản kỹ thuật số, cuối cùng thúc đẩy giá trị của nó tăng lên. Cam kết của nhóm Pico đối với sự đổi mới dựa vào cộng đồng là minh chứng cho sự cống hiến của họ trong việc tạo ra một loại tiền điện tử không chỉ có giá trị mà còn thiết thực cho việc sử dụng hàng ngày. Khi thế giới tiền điện tử hào hức mong đợi sự ra mắt của Open Network, hành trình trở thành cái tên quen thuộc trong các giao dịch kỹ thuật số của Bitcoin đang được tiến hành tốt đẹp nhờ vào tầm nhìn đổi mới của đội ngũ nòng cốt mạng Pi.